Hôm nay mời quý vị nghe hồi ký Mối hận ngang trùng Tác giả, tôn thất sang Long vừa uống ly cà phê, vừa nghiền ngẫm tờ quảng cáo đồ điện tử của tờ Sacramenby Long định chiều này sẽ đến Fritz mua thêm một vài món để tu bổ thêm cho chiếc máy tính đang nhức đầu sổ mũi và chạy như rùa bò của chàng Buổi sáng phải đi làm sớm, Long thường đến tiệm ăn gần khu vực chàng ở giờ đó khách còn thưa, chỉ những người lao động như chàng, mới đi ăn sớm như vậy. Long lơ đã nhìn ra cửa kính, tay thọc vào túi quần tìm khâu chìa khóa. Chợt tim Long như thóp lại, mắt tròn xoe nhìn một người to lớn, đang mở cửa bước vào. Linh tính như cho chàng biết, người góp phần gây ra tấm thảm kịch ngày xưa, đang xuất hiện trước mặt chàng. Liếc nhìn người là da ngâm đen, đang kiếm chỗ ngồi trong một góc kín đáo chàng gọi người hầu bàn kêu thêm ly cà phê nữa long cua lấy tờ sacrament Bee, chăm chú như đang đọc nhưng ánh mắt sắc bén của long nhìn qua kẻ báo không bỏ qua một cứ chỉ nào của người mới đến đang ngồi xây lưng về phía chàng long nhìn chiếc cổ to lớn có xăm đầu hai con rắn hổ mang cuốn lấy nhau cùng bò hướng lên phía chân tóc chiếc lưng to lớn như tấm phản gỗ chắc nịch ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng và một nội lực vô cùng thâm hậu. Long vào phòng toilet, kín đáo nhìn ngang người khách lạ, tim chàng như thoát lại khi nhìn thấy một vết thẹo to lớn như một vết chém ngang gò má trái, lan xuống tận xương hàm. Long uất hận, nhớ tới chuyến vượt biên gần 30 năm về trước. Sau khi bắt việc ký hiệp định Geneva, chiếm đóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam -7 năm 75, năm, khoảng một triệu người Việt đã trốn chạy chế độ bằng mọi phương tiện, phần nhiều là vượt thoát trên những chiếc thuyền gỗ mong manh. Có gần nửa triệu người đã bỏ mình trên biển cả mênh mông vì phong ba bão tát, vì đói khát bệnh tật, hoặc bị hải tặc cướp bóc, giết chóc, hãm hại. Sự thống khổ không thể nào lường để trả giá cho việc đi tìm tự do. Thời gian năm 78 đến năm 80, toàn dân miền Nam Việt Nam hầu như lên cơn sốt, trong nhà ngoài ngõ, đầu đầu cũng bàn chuyện vượt biên tìm tự do. Qua những cuộc đánh tư sản mại bản, ếm quân đóng chốt ngay trong nhà, đục tường, khoét vách, qua những trận đánh công thương nghiệp, bắt bớ cho đi học tập, bắt đi kinh tế mới. Miền Nam bắt đầu hưởng chế độ hộ khẩu, một cái khóa rất khoa học, móc ngay yết hầu của người dân, để kiểm soát hệ tư tưởng, một cái khóa ưu việt mà mọi người dân khốn khổ bắt buộc phải tuân thủ, không vùng vẫy được. Mọi người bị cung cấp một số lượng gạo không đủ ăn, thêm vào một số bo với khoai sắn mốc meo để khỏi chết đói, mọi quyền tự do bị tước đoạt, công an khu vực rình rập khắp nơi, thậm chí khi người dân nghe radio, những đài ngoại quốc khi chiều đến cũng bị mời đi làm việc. Những buổi học tập tổ dân phố, soi mói lẫn nhau, kiểm thảo nhau, phê bình và tự phê bình dưới sự kiểm soát cú bọ của tên công an khu vực và tổ trưởng dân phố. Dân chúng sống như ngồi trên đống lửa, cảm thấy cuộc đời sao mà như con cá nằm trong rọ, mất hết tự do căn bản của con người, phải tìm đủ mọi cách để trốn thoát, dù phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình, cột đèn mà biết đi thì cũng đi luôn. Long cùng các bạn cũng mang tâm trạng đó, vào khoảng năm 80, chàng và các bạn đứng ra tổ chức vượt biển. Long quyết định chọn rạch giá làm nơi xuất phát, vì có người quen ở đó nắm vững địa hình. Long giao thiệp với chủ tàu, chuyến đi khoảng hơn 40 người, gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Long vừa ở trại tù ra được 2 năm, là huấn luyện viên việc võ đạo, thiếu úy tác chiến, còn độc thân, 25 tuổi. Chàng rủ anh bạn láng giềng là danh 22 tuổi, và cô em gái của danh tên Lan chừng 20 tuổi, cùng đi. Lan có sạp bán thuốc Tây ở chợ trời Hàm Nghi. Lan, trước là sinh viên luật, đẹp quyến rũ với thân hình cân đối và đôi mắt đa tình, lòng hay trêu nạn là có đôi mắt biết cười lại thêm tiếng nói trong sáng, như reo vui mỗi khi nói chuyện cùng ai. Vì vậy, Lan giao thiệp rộng, thân hữu với mọi người, hay nói hay cười với tất cả, nên có nhiều người say mê, theo đuổi. Long quen danh, hay qua chơi nhà nàng và cũng để ý đến Lan như mọi người, không tránh được hấp lực của người con gái đó và là một điều là tất cả các chàng trai ai cũng có cảm tưởng là mình là người duy nhất được Lan để mắt tới. Danh phục vụ ở ngành cảnh sát cũng ở tù cùng chỗ với Long, nên hai người rất thân và hiểu nhau về tư tưởng chính trị. Thời gian gió dân vượt biên, mỗi lần sắp đi đều ra chợ trời mua thuốc chống say sống, và những siro ho có chứa phen hoặc có chất chống dị ứng, gây buồn ngủ, vitamin C ngậm, để chống khác cũng được dân vượt biên chú ý, làng bán thuốc rất mát tay, người mua chỉ cần khai ra những triệu chứng thông thường, là nàng có thể vừa định bệnh vừa ra thuốc luôn, phần đông khách chỉ uống một vài ngày là khỏi, miệng nàng lại tươi như hoa, ngọt như đường, khéo tán ra tán vào, nên các anh chàng không có. Bệnh cũng ráng yêu cầu người đẹp bác sĩ bán cho một vài viên thuốc cảm để lấy lòng bán thuốc vượt biên suốt ngày ở chợ trời lại nghe bạn ra tán vào những chuyện đời sống tự do sung túc của những người vượt thoát được và nhất là muốn trốn khỏi sư để ý xin tiền kìm kẹp theo dõi hàng ngày của những tên công an khu vực thuế vụ cuối cùng lan móc nối được với một chủ tàu tận rạch giá nàng kể cho danh và long nghe danh và long móc nối với những gia đình tin tưởng được mọi người mừng rỡ sau nhiều lần bàn bạc họp hành định ngày giờ mua bãi thuê xế nhỏ mua được một xế lớn gian ma bốn lốc đầu bạc trữ dầu lương thực và nước uống đầy đủ sau khi cùng nhau nạp tiền mỗi người năm cây vàng long và danh hẹn người chủ tàu vào một tiệm ăn nhỏ ở đường hàm nghi nhậu một bữa và trao gần trăm cây vàng đựng trong một bao cát nhỏ cho người chủ tàu và con trai của ông ta. Đến ngày ra quân, Long và các bạn về rạch giá, tổ chức thành từng toán nhỏ, ém quân vào các nhà quen rải rác quanh bãi đáp. Vào khoảng 9 giờ tối, các toán nhỏ lần lượt ra hai ghe nhỏ, di chuyển bí mật ra xe tải tàu lớn, đầu cách xa ở cửa sông đổ ra biển. Tất cả hành khách đều được phủ lên người tắm lưới đánh cá, con nít đều cho uống thuốc ho có chứa phenjogen, ngủ say như chết hai chiếc ghe nhỏ đi qua trạm gác công an biên phòng mà không xảy ra rắc rối nào, khoảng 12 giờ đêm, việc lên tàu lớn hoàn tất, sau khi kiểm đến quân số đầy đủ, Long nói với tài công sắp đặt chỗ ngồi và ra lệnh xuất phát. Tiếng nổ giòn của con tàu làm mọi người reo lên phấn khởi, Long phải nói lớn. Quý vị đừng vui mừng vội mà công an phát hiện, hãy chờ ra gần hải phận quốc tế rồi hãy la cho đã. Mọi người vội nín bạc, nhưng trong nét mặt còn đầy vẻ phấn chấn vui mừng long và danh chia phiên nhau trực với chủ tàu và tài công cứng nhắm hướng tây bắc trực chỉ khi ra đến hải phận quốc tế chàng báo cho mọi người biết mọi người reo hò mừng rỡ hy vọng chuyến hải hành sẽ trôi chảy vài ngày nữa sẽ được quốc gia thứ ba tiếp đón và một thời gian sau sẽ được đi mỹ pháp úc gia nã đại long đổi phiên cho danh chàng đi vội lại chỗ lan và những người thân đang nằm ngồi nghỉ mệt. Trong số đó có hai cô gái nhỏ 12 và 14 tuổi, con bà chị chàng gửi theo chàng. Lan và các cháu có mệt lắm không? Long dịu dàng hỏi. Hơi chóng mặt thôi, nhưng em thấy thích lắm, bầu trời tuy đầy mây, tuy nhiên trăng vẫn đẹp, sợ gì anh, tàu mình đi gần được 24 giờ rồi phải không? Đúng rồi, hy vọng chúng ta sẽ an toàn đến nơi nhìn đồng hồ dạ quang lòng thấy đã hơn 10 giờ tối ngồi tán gẫu một chốc với lan bỗng nhiên trăng khuất dần vào một đám mây đen dày đặc ánh chớp không khí dường như có hơi nước chợt một làn gió thổi mạnh cùng mưa rơi ào ạt và mây đen vần vũ kéo tới gió hất tung những tấm bạc che mưa nắng của đám người chủ tàu la lớn mọi người bình tĩnh mau xuống hầm tàu tránh mưa đừng xô đẩy nhau mọi người đều có chỗ sao thời tiết biến chuyển nhanh thế, trời đang trong sáng mà, đúng là xui tận mạng, danh lẩm bẩm. Sau một vài giờ bị nhồi bởi những cơn sóng to, gió lớn, một số người ói tới mật xanh mật vàng. Con thuyền mong manh đi giữa lòng đại dương tối như mực, quay như trong chóng, không biết đâu là bến bờ. Khoảng trưa hôm sau, con tàu bị tắt máy, mặc cho dòng nước cuốn trôi, không định được hướng, đàn ông vừa lo tát nước, vừa lo sửa lại máy. Chợt người tài công, nét mặt hớn hở chỉ tay về hướng Tây Bắc, Long và Danh thấy xa xa một chấm nhỏ, màu đỏ da cam đang xuất hiện, và dần dần lộ ra là một con tàu nhỏ đang hướng mũi phóng nhanh về phía hông trái con tàu mình. Danh nhì kỹ, là lớn. Không phải tàu cứu đâu, coi chừng, bọn hải tặc đó. Mọi người xanh mặt, ép chặt vào nhau con tàu màu cam đỏ hiện nguyên hình, với đám hải tặc độ 10 tên mặt mày hung dữ, ở trần trùng trục, có tên xăm mình kỳ dị, có tên ăn mặc tràn ri, chúng vũ trang bằng dao, búa, rìu, chỉ có hai tên có súng dài, chúng nó lên một lượt, đồng thời cho mũi tàu đâm ngang hông tàu vượt biên, làm thân tàu móc vào, mọi người la hét, té dồn cục, bọn hải tặc đồng loạt nhảy qua phá máy tàu, chọc thủng hông cho nước tràn vào. Bắt tất cả đàn ông trai tráng dồn vào một phía, trói lại từng người, đàn bà, con gái và trẻ em chúng lùa về một phía. Chúng bắt đầu lục soát, lấy tiền, thu đồng hồ, nhẫn vàng. Khi lục soát đàn bà con gái, chúng cười đùa hô hố và sờ soạn ngang nhiên, có lẽ bị kích thích trong khi sờ mó, chúng chia nhau hiếp dâm đàn bà tại chỗ. Trực, tên người đàn ông có vợ đang bị hải tặc làm nhục la to lên một tiếng và cố vùng đứt sợi dây trói bị một tên hải tặc đứng gần đó đánh mạnh một búa vào đầu quăng quại chết tại chỗ bọn chúng bị tức giận theo phản ứng dây chuyền dùng búa và dao múa loạn xạ muốn giết những đàn ông còn lại tiếng la hét rên khóc nổi khắp nơi long và danh ra giấu cho nhau nhận định nếu để chúng bắt trói thì chúng cũng cắt cổ như gà mà thôi vì vậy hai người đứng nép sau đống dây thừng to lớn sẵn sàng chiến đấu. Long nắm chặt cán dao găm, mắt như tóe lửa nhìn chiếc gáy một tên hải tặc to lớn, đang tiến lại dần về phía Lan. Mắt chàng như bị thôi miên, nhìn hình xăm hai con mãng xà vương. Bò từ chiếc lưng như tấm phản lên chiếc cần cổ to như cổ con bò mộng, quyện lấy nhau và cùng bò ra phía cầm. Hắn đi lại phía lan, nhìn hao háu vào ngực nàng, nhanh nhẹn vội lấy, vật nàng xuống đất và cúi xuống lan hét lên một tiếng thất thanh cùng lúc với tiếng thét của long chàng phóng người như chiếc lò sao bật từ chỗ nắp ra hoa dao đâm mạnh vào lưng trái của tên cướp tên này bỏ vội lan ra xoay người lại hụt người né lưỡi dao đồng thời chân phải quyết ra một cước nhanh như gió long bung người lên tránh cú đá quét đồng thời quay người như con vụ từ trên không chuyển dao từ tay phải sang tay trái trong bài nhiếp hồn đau lợi hại và đắc ý nhất do vị sư phụ người nùng truyền dạy, đường giao nhanh như chớp, quét ngang yết hầu tên hải tặc. Tên này vội ngửa mặt ra sau tránh, nhưng cũng bị lãnh một nhát từ gò má cho đến cằm máu tung xối xả, ngã trầm xuống như trái mít trụng. Bọn hải tặc như ngớ ra trước phản ứng ghê gớm của lông, chúng la to một tiếng, và vội vàng đến vực tên chỉ huy dậy đồng thời vung búa loạn xạ. Long để ý thấy chúng không kịp bắn viên nào, vì súng dài khó xoay sở, chàng phóng con dao vào một tên cầm súng, đang loay hoay cách chàng hai thước, mũi dao cắm vào sườn trái của nó, nó thả vội súng, hai tay ông lấy vết thương. Cạnh đó, danh đang dùng một thanh gỗ dài, cạnh vuông bằng gỗ trắc, dồn tên hải tặc vào một cốc gần đó, đồng thời đá khẩu súng đến cho Long. Long chọc lấy, lên đạn, và bắn chết một tên đang hoa búa giết người đồng thời bắn một tràng ngang về phía chúng bọn hải tặc lo sợ cuống cuồng vội ông tên chỉ huy về lại tàu long nhắm tên cầm súng dài còn lại bắn một phát vào tay nó bay luôn cây súng xuống bể chàng lại bắn vào buồng lái và nhắm hông tàu hải tặc bắn thêm một tràng ở phần chìm dưới mặt nước làm thủng nhiều lỗ và con tàu khựng lại danh long chủ tàu và tài công vừa sửa máy tàu, vừa cấp cứu những người bị thương. May mắn thay, con tàu nổ máy lại được. Long nói với tài công cho con tàu chạy hết tốc lực, dời xa chỗ cũ, vì chàng biết nếu bọn hải tặc quay lại với súng ống đầy đủ, thì tất cả phải đành bỏ mạng xa trường. Mưa bão lại ầm ầm như trút nước, trời đất như tối sầm lại, cũng nhờ vậy, sau một lúc thì không thấy tâm dạng con tàu hải tặc đâu nữa. Danh và Long cùng chủ tàu lo việc cầu siêu và thủy tán cho những người bị sát hại, tiếng thi hài quăng xuống biển, cùng tiếng khóc nức nở của thân nhân, làm mọi người xót xa ruột gan. Con tàu trôi lên đên vào vùng bờ biển Malaysia, khoảng 3-4 ngày sau, mọi người đều hầu như kiệt sức, say sóng, nôn mửa khắp nơi, thức ăn cạn kiệt, nước uống khang hiếm, có nhiều người bắt đầu khuyên nhau để dành nước tiểu của mình, để uống sau này tất cả dường như tuyệt vọng, có một vài con tàu ngoại quốc đi ngang qua, nhưng không một chiếc nào ngưng lại cứu giúp. Chiều ngày hôm đó, may mắn thay, một con tàu của ngư phủ Malaysia trên đường quay về bờ, đi ngang thấy con tàu bị nạn, cặp vào giúp đỡ, sau đó con tàu được kéo vào đảo Pulau Bi Đông. Sau khi cấp cứu, làm thủ tục, tất cả mọi người đều được cho định cư ở đảo, và sau một thời gian dài, mọi người được thanh lọc và dần dần cho định cư ở nước thứ ba cảm ơn cứu mạng của long và thật ra lan cũng để ý chàng từ lâu hai người thành hôn sau khi đến mỹ tuy nhiên ấn tượng kinh hoàng do bọn hải tặc gây ra và cảnh bị tên hải tặc to lớn chọc lấy và sắp làm nhục mình đã làm lan hốt hoảng thỉnh thoảng la hét lúc về đêm đang miên man suy nghĩ nhìn sang bên cạnh thấy người khách la to lớn tiếng đến quầy để trả tiền, lòng ý tứ, nhẹ nhàng đứng lên cũng đến quầy, đứng ngay sau lưng người đó, cố giữ một khoảng cách hợp lý tối thiểu, và cố ý nương nhẹ hơi thở. Người lạ hình như không để ý gì đến chung quanh, tuy nhiên, với dáng người to lớn, và con mắt đỏ ngầu hung ác, khi y quét nhìn ai, cũng làm cho người ta khiếp sợ. Từ phía sau lưng, gần trong gan tất, Long dữ dội nhìn kỹ hình hai con rắn, giao nhau trên cần cổ kẻ thù. Tuy nhiên, chàng cố gắng kìm hơi thở đang trở nên dồn dập, vận công nén xuống đan điền, và làm cho ti nhìn dịu đi, tránh nhân điền của mình làm nhột gáy đối thủ, một tay giang hồ lão luyện. Tên kia sau khi trả tiền, xoay mình tiến ra phía cửa đi về phía parking lot, di động thân hình nhẹ như cơn gió thoảng. Long vội trả tiền, thấy nó đã lái xe đi chàng nổ mấy chiếc xe cũ kỹ rượt theo. Nhìn thấy bóng dáng chiếc miêu thể thao màu đỏ, chạy nhanh như sao xẹp vừa vượt qua đèn vàng trước mặt, lòng rú hết ga chiếc trúc già nua, quyết rượt theo. Một tiếng trầm khốc liệt vang lên, chàng vừa vượt đèn đỏ, và bị một chiếc xe vang chạy ngang, đụng một cái như trời giáng vào sườn xe. Trong cơn hoảng hốt, bị văng vào thành xe đau điếng, chàng lại thấy chiếc miêu kia quay lại, và tên hải tặc nhảy ra cửa xe chạy nhanh đến lông tung người lên nhắm người lông đá một cái như trời giáng giật mình lông đưa tay gạt mạnh một cái tiếng rơi của ly cà phê xuống mặt bạn đánh xoảng một tiếng lớn làm lông giật mình chàng mơ màng trống ngực đánh thình thịch mồ hôi toát ra như tắm nhìn kỹ những mảnh thủy tinh lông lanh sáng của ly cà phê đã vỡ tan lông chợt tỉnh hẳn à thì ra đây chỉ là một cơn ác mộng chàng chợt mỉm cười không phải là giấc mộng công danh phù vân trong ba mươi năm của đời người vừa tỉnh giấc nội kê chưa chín nhưng đây chỉ là những phản xạ từ vô thức những u uất bộc phát từ những ấn tượng kinh hoàng đã trải qua của những người dân phải đành bỏ nước ra đi lên đên trên biển cả rừng sâu để đem thân làm mồi cho cá mập hỗ dữ và cho những đoàn hải tặc Thái Lan mang rợ chém giết, hãm hại. Long càng tức giận, vì nhà nước ta chẳng những không có một ý kiến gì về những vi phạm nghiêm trọng đối với sinh mạng, của cải của người dân, mà hình như còn cổ võ, xúi dục những hành động mang rợ đó của ngoại bang, mong mượn tay của chúng, giết cho hết đi những tên phản quốc, bỏ nước ra đi, những tên phản quốc đó, sau này, chúng trơ trẽn gọi lại là những khúc ruột ngàn dặm khúc ruột đó đã vô hình chung, cứu chúng khỏi ban Viết trong thập niên 90, khi họ gửi tiền về giúp thân nhân, đang bị chúng bóc lột. Nhờ khúc chuột ngàn dặm đó, mà sau này cứ hàng năm, những khúc ruột lại đi tham quan, du hí trong nước, đem hàng tỷ bạc nuôi sống chúng, những khúc chuột ngàn dặm đó, đã quên đi những tháng năm sống trong những trại tù lao động khổ sai, làm thân nô lệ, đã quên đi những tự do nhân bản bị cướp đoạt, và đã quên đi ngay cả danh từ phản quốc móc ngay trên cần của bản thân mình và người thân long thở dài nghĩ đến lan nghĩ đến giây phút kinh hoàng suýt bị tên hải tặc to lớn vùi dập nghĩ đến trực người đàn ông phản kháng khi vợ bị làm nhục bị bọn hải tặc dùng búa sát hại nhiều và nhiều nữa những nạn nhân dẫy chết trên biển cả lòng tiếc cho vương quốc việt nam hùng mạnh dưới triều vua minh mạng lúc đó thái lan chỉ là một nước yếu hàng năm phải triều cống nước ta. Ngay trước năm 7 năm, Thái Lan cũng chỉ là một lân bang hiền hòa, sống với nhau cũng có thể nói là rất bình yên. Thế nhưng khi tiến chiếm toàn cõi miền Nam, mọi sự đảo lộn, tự do mất hết, vật đổi, sao dời. Bác sĩ, Tôn Thất Sang Cựu tù nhân chính trị Quảng Nam, Đà Nẵng Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe hồi ký Bà già vượt biển Tác giả, Ngọc Đẹp Chuyến đi vượt biển để tìm tự do của tôi, rất là may mắn, không gặp cướp biển mà chỉ bị sóng biển và mưa gió, nhưng cũng đủ để làm tôi hoảng hốt, không dám vượt biển lần nữa. Dần dần tôi quen với mọi người chung quanh, tôi mới biết được là mọi người đến đảo, đều mang theo một câu chuyện vượt biển khác nhau, mà nơi dừng chân lại giống nhau, đó là tìm tự do. Tôi ở lại khu C, là nơi trung tâm sinh hoạt của đảo Pulau Bi Đông bây giờ, gần bãi biển, chợ, trường học, thông tin văn hóa, gần cả nhà thờ, chùa. Buổi chiều ở đảo cuối năm sau mà mưa thật lớn, mưa ngập cả lối đi, cơn mưa kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, có thông báo trên đài phát thanh, có tiếng nghe được có tiếng nghe không? Nhưng chúng tôi vẫn đoán được là có người mới đến đảo. Một số người cùng xóm đã mặc áo mưa, đến hội trường để đi tìm người thân nhưng lúc về họ bảo rằng chẳng thấy ai quen cả nghe nói đâu toàn là đàn bà con nít điểm khởi hành là vùng miền tây sông hậu giang chẳng có ai là dân xứ khác cả tôi nghe đến đây thì vội mừng lát nữa trời tạnh mưa tôi sẽ đến hội trường tìm người thân hay bạn bè gì đó biết đâu sẽ tìm được người quen đem về ở cùng nhà cho vui cùng người bản xứ thì lúc nào cũng vui hơn trời vừa dứt cơn mưa, tôi đang loay hoay với bữa cơm chiều, nấu chưa xong, thì có một anh chàng đến tìm tôi và bảo, nhà chị có hai người phải không? Tôi đáp, dạ đúng như vậy, anh nói tiếp, chị đón người mới nhập trại, chỉ có nhà chị chưa đủ 15 người, ngoài ra những nhà khác đông lắm, không thể ở được, đây là một gia đình xin chị đón tiếp dùm. Trong đầu tôi nghe loáng thoáng 15 người. Trời ơi, sao mà đông thế? quy định chỉ có 10 người cho một căn, mà bây giờ lên đến 17 người, không biết làm sao bây giờ. Anh ấy quay trở về phòng làm việc và một lúc sau anh tay xách nách mang vài thứ gì đấy, cùng với bà mẹ khá lớn tuổi ngoài 50, cùng với lũ trẻ 14 nhập chung nhà với tôi. Tôi chỉ cho bà chỗ nghỉ, rồi phụ giúp mấy đứa bé tắm rửa. Cơm chiều cũng đã xong, tôi mừng thầm bà mẹ với 14 đứa trẻ thì vui mừng nhà lắm. Vài ngày sau, tôi mới biết, bà không phải là mẹ của chúng nó, đứa gọi bằng bà nội, đứa gọi bằng bà ngoại, có đứa gọi bằng bà. Sao bà can đảm thế, dẫn cả lũ nít di vượt biển, tôi khâm phục bà lắm. Tôi và em tôi tìm cách nói chuyện với bà, nhưng bà không nói chỉ gật đầu với lắc đầu, đưa tay làm hiệu thế là xong. Cứ mỗi lần ăn cơm với bà, bà chỉ để đôi đũa lên trên chén cơm rồi khấn nguyện điều gì khá lâu xong bà để chén cơm xuống ngay miệng định ăn thì nước mắt của bà cứ tuôn tràn rồi bà ngưng không ăn được động tác như vậy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần hình như chén cơm của bà đã đầy cả nước mắt bà ăn được một phần chén cơm rồi lại bỏ đi nằm bà luôn luôn nằm quay mặt vào vách tiếng khóc nghe nức nở lắm Tôi thông cảm cho bà, tình trạng những người mới tới đảo, ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người thân. Suốt ba tuần lễ ở chung, bà chỉ nói câu cảm ơn cháu, vậy là xong. Những đứa trẻ đi theo bà, đứa lớn nhất 9 tuổi, còn nhỏ nhất là 2 tuổi. Tôi săn sóc hai đứa trẻ nhỏ nhất cho bà, còn những đứa khác có đứa tự lo lấy cũng được. Ít lâu sau, tôi mới nấu cơm đãi bà bà trông khỏe hơn trước nhưng nỗi buồn niềm tâm sự ảo não trong buổi cơm chẳng có gì đặc biệt toàn bộ thực phẩm được cấp nhưng tôi làm rất nhiều món trước khi ăn cơm tôi cẩn thận nói với bà thưa bác ngày mai hai chị em con sẽ rời trại để trại chuyển tiếp bữa cơm hôm nay là bữa cơm chia tay với bác tôi mới nói đến đây bà ông chậm lấy hai chị em tôi lại khóc nữa sao bà nhiều nước mắt thế tôi cầm tay bà tay bà lạnh khô cứng có lẽ vì làm việc quá nhiều ăn cơm xong hai chị em tôi bận rộn với việc rời đảo ngày mai bà đến bên cạnh tôi ngồi xuống và nói cảm ơn hai cháu nhiều lắm nếu không có hai cháu bà không thể nào chăm sóc cho đám trẻ này được và bà tự giới thiệu bà là bà bảy rồi nói cháu cứ gọi bác như thế Tôi ở với bà gần một tháng mới biết được tên bà. Xong bà nói tiếp. Con gái của bác, nếu nó còn sống thì nó cũng cỡ tuổi cháu, hình dáng bề ngoài và giọng nói, cũng giống như cháu. Mỗi lần nhìn cháu bác lại nhớ đến nó. Nay tuổi cháu đi rồi, thì nhà này buồn lắm. Tôi an ủi bà, càng an ủi bà càng khóc, tôi không biết phải làm sao, có lẽ bà muốn gắn chặt tôi với bà, hay bà muốn nói với tôi điều gì đó tôi nói với bà sau này bác có đến trại chuyển tiếp bác tìm con tôi đưa tên họ và địa chỉ cho bà bà bảo bà không biết đọc chữ tôi hỏi quê quán bà mới biết bà ở ngay đầu xóm quê ngoại tôi bây giờ tôi nhìn rõ bà đã đến nhà ngoại tôi vài lần trong lúc nghỉ hè tôi có ở đó chơi còn nhớ bà đem biếu ngoại tôi nhánh câu giọng mới hái. Đến thăm nhau hàng ngày, mà sao bây giờ bà đến đây rồi? Bà vui mừng ông chầm lấy tôi, hình như bà đã tìm được an ủi và nỗi nhớ thương. Lúc này, bà mới cẩn thận kể lại chuyện vượt biển của bà cho tôi nghe. Câu chuyện chưa kết thúc, thì đêm cũng tàn, bà quá mệt mỏi và sang mai tôi lại rời đảo. Bà kể chuyến đi của tôi rất nhiều tốn kém tàu lớn máy móc đem theo nhiều vì tàu đa số là đàn bà và trẻ em cùng với mấy đứa con của bà rể dâu cháu nội và cháu ngoại gọi bà bằng cô bằng gì để bảo đảm không bị công an bắt ba đứa con của bà vừa cải tạo xong chúng nó muốn đi an toàn chúng tôi phải tốn mười cây vàng để che mắt đưa chúng tôi ra khỏi hải phận ra tới hải phận quốc tế trên tàu là 74 người cùng chúc mừng nhau, vượt khỏi hiểm nghèo, đi biển không như mình tưởng tượng được. Trải qua một đêm, rồi đến ngày hôm sau, khoảng 4 giờ chiều, tàu chúng tôi gặp một tàu, mà chúng tôi tưởng là tàu cứu người ngoài khơi, mọi người đều náo nức vui mừng, vì có tàu cứu giúp. Không ngờ, tàu ấy cập vào tàu chúng tôi, một số người nhảy vọt lên, người cầm dao, người cầm cây. Tất cả chín người, ai cũng có vũ khí đe dọa chúng ra dấu bảo đưa tiền vàng chúng tôi trên tàu ai cũng đưa cho để được thoát nạn xong chúng bỏ đi khoảng hai tiếng đồng hồ sau lại có một nhóm khác nữa đến cứ thế cho đến ngày thứ hai tổng cộng bọn cướp tàu chúng tôi là năm lần chúng tôi bàn với nhau tất cả tài sản mà mình mang theo hãy bỏ chung với nhau mỗi lần gặp cướp lại chia ra một ít như thế hay hơn để bảo đảm an toàn. Mọi người đồng ý với nhau, thêm hai chiếc tàu cướp tới nữa, chúng tôi lại đưa tiền cho họ. Có lẽ chê ít hay sau đó, họ tách rời phụ nữ ra, dẫn sang tàu chúng, tất cả 17 cô gái, xong họ hãm hại, mặc cho tiếng kêu cầu cứu gào thét của phụ nữ, xong họ trả phụ nữ lại tàu. Chúng nó bàn tính với nhau rất lâu, rồi quyết định đục thủng thuyền của chúng tôi, phá cho hư máy tất cả lương thực nước uống mang theo đều bị chúng quăng xuống biển thuyền của chúng tôi bị nước ngập tràn phân nửa mọi người bắt đầu lo sợ và hì hục tát nước ra đến nửa đêm ai nấy đều mệt và cứ để cho thuyền trôi phần vì bị say sóng phần thì đói lạnh khát nước nên đã ngủ thiếp đi vào lúc nửa đêm sóng to bắt đầu nổi dậy ai cũng lo sợ thuyền của mình bị chìm phụ nữ thì lo ông con vào lòng thanh niên thì lo tát nước tiếng khóc của trẻ em tiếng to tiếng nhỏ phụ nữ bị hãm hại thì chỉ biết ông gối ngồi khóc thúc thít hình như tiếng khóc đó không ngưng được trên tàu trẻ em đòi mẹ cho ăn rồi tiếng chửi thề của ai đó trên tàu cướp gì thì cướp tại sao còn quăng hết đồ ăn xuống biển bây giờ trẻ em đói lấy cái gì mà ăn hình như lúc nào trên tàu cũng có tiếng phàn nàn tụi cướp quá dã man mờ sáng hôm sau chúng tôi lại thấy xuất hiện thêm hai tàu trước mặt không ai đoán sai cả đó là tàu cướp chúng cướp gì nữa bây giờ trên tàu đâu còn gì để cướp đồ quý giá đồ ăn đồ dụng phương tiện vượt biên đắm chìm cả dưới lòng đại dương đàn bà con gái đã bị chúng hành hạ bây giờ còn đến làm gì thôi thì cứ xuôi theo định mệnh là xong thuyền chúng cặp hai bên thuyền của chúng tôi, sau vài phút quan sát, tất cả bọn chúng độ khoảng 20 người, đến từng người lục soát. Hỏi hang la lối, mọi người trên tàu không ai trả lời. Không hiểu họ nói gì, nhưng chúng tôi cũng thừa biết rằng, họ muốn vàng và đồ quý giá, tiếng trẻ con càng khóc lớn hơn nữa. Trên tàu bọn cướp không còn tìm ra thứ gì đáng giá nữa, chúng bèn kéo tất cả phụ nữ lên đằng trước mũi tàu, những đứa bé khóc la đòi mẹ bọn cướp vẫn không màng quan tâm đến chúng xô đẩy chị em phụ nữ qua hai tàu của chúng còn lại năm phụ nữ chúng lấy dây trói lại hết lột quần áo quăng xuống biển và chúng đè họ hãm hại trước mũi tàu trước bao cặp mắt của mọi người tiếng la hét của những người bị hại tiếng cầu cứu của những người bị bắt đi nghe sao mà thê thảm quá trên tàu phụ nữ chỉ còn lại có tôi có lẽ bọn cướp chê tôi quá già Xấu xí, nhờ vậy tôi thoát được cảnh này. Đau đớn hơn nữa là con dâu tôi, ôi sao mà tội quá, con dâu tôi vừa mới cưới đầu năm, cuối năm tôi vẫn đi vượt biên, với cái bụng đã căng tròn, hình dáng bên ngoài rất là mệt mỏi, phần vì đói, không quen đi biển lại mang thai lớn. Mà bọn cướp cũng không tha cho nó. Giờ đây nằm giống như người chết trên mũi tàu, toàn thân nó không có thứ gì để che con trai của tôi chồng nó không thể chịu được cảnh vợ mình mang bầu mà lại bị hãm hiếp nó đứng dậy chạy tới xô tên cướp sang một bên tên cướp lao đao té xuống thuyền xong nó vùng dậy và nói gì đó với đồng bọn lập ức chúng nó xuất hiện trên tay mỗi đứa đều có một con dao mũi dài và cong chúng nhảy sang tàu chúng tôi chém tất cả mọi người còn sống sót có một thằng đưa tay cao chém thật mạnh vào cổ thằng con trai tôi, đầu rớt xuống biển, thân thể ngã trầm xuống tàu, tôi nhào tới ông lấy con, tay chân nó còn run, tim của nó vẫn còn đập, tôi áp mặt vào ngực nó, ông chặt nó vào lòng. Máu của nó thêm một lần nữa, hòa tan vào người tôi, và lúc ấy tôi đã chết cùng với con trai tôi, mặc cho chung quanh tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng kêu của trẻ em, tất cả cùng tôi chìm vào biển sâu. Vừa lúc này, trời ở đảo Bi Đông, có gió lạnh từ biển thổi vào, tôi biết đêm đã khuya, tiếng nói cùng tiếng khóc của bà, thì thào bên tai tôi nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến trong đêm tối. Tôi nghĩ bà đã ngủ, hoặc vì thương nhớ con, mà không thể kể tiếp được giờ phút hải hung ấy mà bà đã chứng kiến. Câu chuyện của bà kể cho tôi nghe đến đây coi như kết thúc. Nhưng tại sao bà còn sống và nằm cạnh tôi như bây giờ? tôi thật có nhiều câu hỏi cho bà nhưng lại không dám đánh thức bà dậy sáng mai tôi rời đảo rồi hoàn cảnh của bà làm tôi rung động suốt đêm tôi cứ nghĩ lung tung gia đình bà đã tan nát không còn nữa phần máu thịt bà đã tan trong lông đại đương mang theo cả linh hồn và sự sống của bà bây giờ bà chỉ còn có cái xác gầy gò khô héo cùng với trách nhiệm nặng nề là đám trẻ mồ côi của bà bây giờ tôi mới hiểu thái độ thờ ơ lạnh lùng của bà lúc bà mới đến ở với tôi tôi lại thấy thương bà hơn bất cứ một ai và tôi cũng không muốn rời bà tôi muốn ở lại thêm với bà một ít lâu nữa nhưng chuyện đó tôi không quyết định được chúng tôi chia tay bà thông thường mọi người rời trại vui vẻ hăng hái ra đi mà sao trong lòng tôi còn quyến luyến sâu đậm tôi rời trại cứ suy nghĩ mãi bà đã chết cùng với con bà trên biển mà tại sao ngày hôm nay bà lại còn kể câu chuyện của bà cho tôi nghe thật là một sự huyền bí chứa trong lòng tôi bao nhiêu câu hỏi mà không sao trả lời được một tháng sau tôi gặp lại bà tại trại chuyển tiếp của mã lai bà lại ôm lấy tôi vừa cười vừa khóc thế là bao nhiêu câu hỏi ấm ức lâu nay đều mang ra nhờ bà giải đáp bà bảo rằng bà đã chết trên con thuyền đầy máu ấy. Rồi cơn mưa buổi tối ấy rất lớn, nước ngập lên cả tàu nữa, ngập đến chỗ của bà nằm, bà cố gắng ngồi dậy, nhưng không sao ngồi được, cả một khối nặng đè lên người bà, bà cố gắng hết sức, cũng không lay chuyển được, đó là những người trên tàu chết, và đè lên người của bà. Một lúc khá lâu, một cơn sóng biển thật mạnh, đánh vào mạng thuyền, hất tung khối đè nặng trên người bà. Bà lật đật ngẩng đầu lên để mà thở, trong bóng tối dày đặc của biển, bà cũng không biết được bà đang ở đâu. Bà sờ soạn trong bóng tối, bà không nhớ được chuyện gì đã xảy ra cho bà. Bà đưa tay mò mẫm chung quanh để tìm phương hướng, đụng phải mạng thuyền, rồi bà lần mò đến đó, để hai tay lên mạng thuyền, hai chân bà đứng trên những xác chết, nằm ngủ ngang trên thuyền, bà nhắm mắt lại, không nghe một cử động nào hay tiếng người nào đó chung quanh mà chỉ còn tiếng thì thầm của sóng biển lúc này bà mới nhớ ra tàu đã bị cướp và tất cả đã chết bà nhắm mắt lại nguyện cầu cho những linh hồn đã ra đi và nguyện cầu cho có một con sóng lớn tới để mang bà đi cùng với thân nhân của bà đến sáng hôm sau mặt trời đã lên cao bà tỉnh dậy bằng tiếng khóc của trẻ em không phải một tiếng mà rất nhiều tiếng Bà quay lại nhìn đằng sau khoang tàu, nơi mà phần dưới để máy chạy, phần trên được che một cái mui để ngồi lái, không to lắm, khoảng bằng một cái giường để ngủ. Bà run rẩy đi về hướng ấy, thì ra những đứa trẻ trên tàu đều tập trung ở đó. Không có ai là người lớn cả, toàn là trẻ em, bà nhìn lại trên tàu, khoảng 30 xác chết nằm ngổn ngang, trôi bồng bềnh qua lại, nước đã vào hơn nửa thuyền, nước mưa nước biển và máu trộn chung với nhau. Có những xác chết không đầu, bà biết trong đó có cả con của mình, dâu, rể và cháu của bà. Bà không dám nhìn nữa, chỉ biết ôm chặt những đứa bé còn lại trên tàu, nước mắt của bà cứ trào ra. Bây giờ, bà chỉ còn có một ước mơ duy nhất là cho sóng biển nổi lên, mưa thật lớn để tàu bà được chìm trong biển cả và tất cả sẽ đoàn tụ bên kia thế giới. Qua thêm một ngày nữa, tàu bà lên đênh trên biển, đã là ngày thứ năm. Đến trưa hôm ấy, bà thấy một chiếc máy bay. Bay tới, bay lui trên đầu bà, rồi họ phóng thanh nói gì bà chẳng hiểu, rồi lại bay mất. Vài tiếng đồng hồ sau, cũng chiếc máy bay đó dẫn đến hai con thuyền thật lớn, họ cặp vào tàu bà, rồi lần lượt đưa bà cùng lũ trẻ sang tàu họ. Ngày hôm sau bà đến Bi Đông cùng 14 đứa trẻ mồ côi, người cứu bà đã phát hiện nhiều xác chết trôi trên biển. Khi tôi gặp lại bà trên trại chuyển tiếp, bà rất vui mừng vì đoàn tàu của bà được trực tiếp sang Mỹ trong thời gian sắp tới. Hiện nay tôi không biết bà đang ở đâu, trên đất nước này. Những đứa bé đó, bây giờ thực sự đã trưởng thành, không biết chúng còn nhớ lại, chuyến vượt biển đau thương ngày nào không, lúc ấy là cuối năm 8 năm, và đang bước vào mùa xuân năm 86. Tôi nhớ tàu của tôi đến Bi Đông trước tàu bà. Tàu của tôi là MB464, nhóm tàu của bà lên đảo cách đó ba tuần, được gọi là MB474 hay MB477, tôi không nhớ rõ lắm. Ngọc đẹp!